Xin chào các bạn nha. Trên tay mình đây là một kiện hàng mình mới nhận từ AliExpress, một cái đồng hồ nữ thương hiệu là Naviforce. Thì cái vỏ ngoài của nó chỉ bằng một cái bao ni lông thôi, và rất là may cái đồng hồ không bị hư hại gì hết, nên là mình cũng đã giục cái bao ni lông đi rồi. Mình thì rất thích mua hàng ở trên AliExpress tại vì là giá cả ở đây thì rất là rẻ. Tuy nhiên thì nó chỉ có một vấn đề nho nhỏ, đó chính là việc mình phải thanh toán online trước khi mà nhận hàng. Thanh toán thì các bạn có thể sử dụng PayPal hay là Visa, Master, JBL gì đó ha. Những cái hình thức thanh toán quốc tế. Mình đặt hàng ngày 3 tháng 1 thì bây giờ là ngày 16 tháng 1 nó tới nơi, tức là mất khoảng 13 ngày. Và hàng này thì được chuyển từ Singapore qua nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Rất tiếc là nó không có một cái hộp nó hết, mà đựng trong một cái bịch ni lông dạng dây rút này, nhìn khá là rẻ tiền. Có sách hướng dẫn sử dụng và một cái thẻ bảo hành quốc tế. Tất nhiên là cái thẻ này thì mình nghĩ là có để cho vui thôi, chứ còn nó chả ghi thông tin gì hết nên là bảo hành cũng khó. Trong cái sách thì đầu tiên mình đã thấy ngay nó là brand story, tức là lịch sử của thương hiệu này. Thì thương hiệu này mới được thành lập vào năm 2012 thôi, và ở Trung Quốc nha. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một số các cái chuẩn kháng nước. Ba atmosphere là rửa tay đi mưa, 5 là có thể tắm vòi sen, và tối đa là 10 atmosphere là các bạn có thể đi bơi được nha. Chỉ có không thể lặn biển nữa thôi. Và một số các cách lên giờ cho đồng hồ. Đây là một cái đồng hồ rất là đẹp, có size mặt là 30mm và dày khoảng 10mm. Nó toàn bộ cái vỏ ngoài thì bằng thép không dỉ nha, nhìn rất là đẹp. Dây thì là dây được khóa liền chung với cả cái vỏ máy rồi. Đó, nên là mai mốt muốn thay dây này thì theo mình nghĩ chắc là cũng khá là khó đó. Và nếu muốn thay dây thì chắc là chỉ có thay dây da thôi. Dây là dây dạng Milanese Lope nha. Nhìn rất là đẹp. Ở đây có logo của Naviforce được in laser, nhìn cũng khá là xịn sò. Nó đồng hồ dạng kim đơn giản giống như Movado. Và có ngày ở trên núm vặn này thì chúng ta cũng sẽ có logo của Naviforce. Đây là đồng hồ máy pin nha. Ở phía trước này thì theo thông số của nhà sản xuất là nó sử dụng kính Hartleck của Seiko. Tuy nhiên mình nghĩ là nó sử dụng kính khoáng thôi. Đó, chỉ là sử dụng kính khoáng thông thường thôi. Cái đồng hồ này thì phù hợp với những bạn nào có cổ tay lớn hơn 16mm nha. Cổ tay của vợ mình nhỏ hơn 16mm mà đeo vào thì nhìn rất là gớm, tại vì nó rộng thùng thình, kể cả khi mà mình đeo nấc nhỏ nhất. Thì mình có đặt thêm một cái đồng hồ nam nữa, và cái thời gian đặt hàng là sau 4 ngày. Thì mình cũng hy vọng là nó sẽ chuyển về Việt Nam trước Tết, để mà mình có cái mình diện Tết. Cái đồng hồ nam này mình mua đợt flash sale khuyến mại mùa đông, nó khoảng 12 đô, tức là đâu đó khoảng tầm 260-270 gì đó. Tại vì tỷ giá theo mình được biết là nó tính ở mức là 23.450 đồng. Thì khi mua hàng AliExpress á, các bạn nên lựa chọn cái shop nào có cái top brand và có nhiều lượt đánh giá, nhiều lượt theo dõi, cũng như các cái sản phẩm của mình thì được đánh giá nhiều sao, và xem những cái bình luận, những comment của họ xem như thế nào nha. Đó, đây thực sự là một cái đồng hồ rất là đẹp, rất là đơn giản. Và với giá 350.000 đồng mà sở hữu một cái đồng hồ như vậy thì theo mình nghĩ ở Việt Nam cũng khá là khó nha. Chỉ có thể mua được mấy cái đồng hồ Casio loại mà dây da simli đều đều thôi. Còn anh em thì sao, anh em có gặp khó khăn gì trong vấn đề mua hàng ở AliExpress hay không thì để lại comment phía dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em giải đáp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.